19. Phẩm quán hạnh. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, khi quán các pháp đối với sắc, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là sắc. Đối với thọ tưởng hành thức, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, khi quán các pháp đối với nhãn xứ, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có nhãn xứ. Đối với nhĩ tĩ, thiệt thân ý xứ, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có nhĩ tĩ, thiệt thân ý xứ. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, khi quán các pháp đối với sắc xứ, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có sắc xứ. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có thanh hương vị xúc pháp xứ. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, khi quán các pháp đối với nhãn giới, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có nhãn giới. Đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, khi quán các pháp đối với nhĩ giới, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có nhĩ giới. Đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, khi quán các pháp đối với tỷ giới, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có tỷ giới. Đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có hương giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, khi quán các pháp đối với thiệt giới, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có thiệt giới. Đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có vị giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, khi quán các pháp đối với thân giới, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có thân giới. Đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, khi quán các pháp đối với ý giới, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có ý giới. Đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, khi quán các pháp đối với địa giới, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có địa giới. Đối với thủy hỏa phong không thức giới, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có thủy hỏa phong không thức giới. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, khi quán các pháp đối với thánh đế khổ, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có thánh đế khổ. Đối với thánh đế tập diệt đạo, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có thánh đế tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, khi quán các pháp đối với vô minh, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có vô minh. Đối với hành, thức, danh sắc, lục xứ,
xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp, đối với cái không nội, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có cái không nội. Đối với cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp, đối với bố thí ba la mật đa, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có bố thí ba la mật đa. Đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp, đối với bốn tịnh lự, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có bốn tịnh lự. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, khi quán các pháp, đối với tám giải thoát, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có tám giải thoát. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp, đối với bốn niệm trụ, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có bốn niệm trụ. Đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp, đối với pháp môn giải thoát không, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có pháp môn giải thoát không. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp, đối với năm loại mắt, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có năm loại mắt. Đối với sáu phép thần thông, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp, đối với mười lực của Phật, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có mười lực của Phật. Đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp, đối với chân như, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có chân như. Đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tương nghỉ, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp, đối với quả vị giác ngộ cao tột, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có quả vị giác ngộ cao tột. Đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa khi quán các pháp, đối với pháp không quên mất, chẳng thọ chẳng thủ chẳng chấp chẳng trước,
cũng chẳng cho là thật có pháp không quên mất. Đối với tánh luôn luôn xả, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có tất cả pháp môn Đà La Ni. Đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng thọ, chẳng thủ, chẳng chấp, chẳng trước, cũng chẳng cho là thật có tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sắc. Vì sao? Vì tánh của sắc là không, không sanh diệt, chẳng thấy thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì tánh của thọ tưởng hành thức là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy nhãn xứ. Vì sao? Vì tánh của nhãn xứ là không, không sanh diệt, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý xứ. Vì sao? Vì tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy sắc xứ. Vì sao? Vì tánh của sắc xứ là không, không sanh diệt, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy nhãn giới. Vì sao? Vì tánh của nhãn giới là không, không sanh diệt, chẳng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy nhĩ giới. Vì sao? Vì tánh của nhĩ giới là không, không sanh diệt, chẳng thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy tỷ giới. Vì sao? Vì tánh của tỷ giới là không, không sanh diệt, chẳng thấy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy thiệt giới. Vì sao? Vì tánh của thiệt giới là không, không sanh diệt, chẳng thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy thân giới. Vì sao? Vì tánh của thân giới là không, không sanh diệt, chẳng thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy ý giới. Vì sao? Vì tánh của ý giới là không, không sanh diệt, chẳng thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy địa giới. Vì sao? Vì tánh của địa giới là không, không sanh diệt, chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy thánh đế khổ. Vì sao? Vì tánh của thánh đế khổ là không, không sanh diệt, chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì tánh của thánh đế tập diệt đạo là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy vô minh. Vì sao? Vì tánh của vô minh là không, không sanh diệt, chẳng thấy hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Vì tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy cái không nội. Vì sao? Vì tánh của cái không nội là không, không sanh diệt,
chẳng thấy cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả sắc, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy Bố Thí Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì tánh của Bố Thí Ba La Mật Đa là không, không sanh diệt. Chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy bốn tịnh lự. Vì sao? Vì tánh của bốn tịnh lự là không, không sanh diệt. Chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy tám giải thoát. Vì sao? Vì tánh của tám giải thoát là không, không sanh diệt. Chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì sao? Vì tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy bốn niệm trụ. Vì sao? Vì tánh của bốn niệm trụ là không, không sanh diệt. Chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy pháp môn giải thoát không. Vì sao? Vì tánh của pháp môn giải thoát không là không, không sanh diệt. Chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy năm loại mắt. Vì sao? Vì tánh của năm loại mắt là không, không sanh diệt. Chẳng thấy sáu phép thần thông. Vì sao? Vì tánh của sáu phép thần thông là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy mười lực của Phật. Vì sao? Vì tánh của mười lực của Phật là không, không sanh diệt. Chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại bi,